Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Tân Chủ tịch nước Đại tướng Tô Lâm, ngày sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê quán xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Chuyên môn nghiệp vụ, Đại học An ninh Nhân dân, học hàm học vị, giáo sư tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Chức vụ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an. Quá trình công tác, tháng 10 năm 1974, học viên Đại học An ninh Nhân dân. Tháng 7 năm 1979, cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 1 Bộ Công an. Tháng 12 năm 1998 đến tháng 5 năm 1990, Phó trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị 1 Tổng cục An ninh Bộ Công an. Tháng 5 năm 1990, trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị 1 Tổng cục An ninh Bộ Công an. Tháng 6 năm 1993, Phó cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 1 Tổng cục An ninh Bộ Công an. Tháng 6 năm 2006, Phó Tổng cục trưởng rồi Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh Bộ Công an. 2007, được phong quân hàm Thiếu tướng. Tháng 2 năm 2010, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1 Bộ Công an. Tháng 7 năm 2010, được phong quân hàm Trung tướng. Tháng 8 năm 2010, Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2011, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11. Tháng 9 năm 2014, được phong quân hàm Thượng tướng. Tháng 1 năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Tháng 4 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2019, được phong quân hàm Đại tướng. Tháng 1 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị, Nội bộ Trung ương, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Ngày 18 tháng 5 năm 2024, tại hội nghị lần thứ 9 Trung ương khóa 13 được thống nhất giới thiệu để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ngày 22 tháng 5 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Tân Chủ tịch nước tuyên thệ phát biểu nhậm chức vào sáng 22 tháng 5. Sáng nay ngày 22 tháng 5, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước. Sau khi kết quả được công bố, Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Vào chiều ngày 21 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử này. Sáng nay, ngày 22 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau khi thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước để Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Ngay sau khi có kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết, theo quy định của Hiến pháp, Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Cũng trong ngày 22 tháng 5, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước. Về nhân sự giữ chức Chủ tịch nước, tại hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra vào sáng ngày 16 tháng 5, Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, Trung ương thống nhất cao giới thiệu đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 giữ bầu chức Chủ tịch nước. Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước vào chiều 21 tháng 5. Sáng ngày 22 tháng 5, sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Tân Chủ tịch nước sẽ đọc lời tuyên thệ và có bài phát biểu nhậm chức. Cụ thể, theo nghị trình kỳ họp thứ 7, từ 16h30 chiều 21 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu cử Chủ tịch nước. Đến sáng 22 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử Quốc hội bầu Chủ tịch nước nếu có. Kế tiếp, Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi ban kiểm tra, phiếu báo cáo kết quả, kiểm phiếu,
Phiên họp sẽ được truyền hình phát thanh trực tiếp tới đồng bào cử tri cả nước các nội dung liên quan. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Ngay sau đó, Chủ tịch nước sẽ đọc lời tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Cũng liên quan đến công tác nhân sự, trong sáng 22 tháng 5, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Việc này sẽ được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Những nội dung này Quốc hội sẽ họp riêng. Như báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, hội nghị lần thứ 9 Trung ương khóa 13 đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Tô Lâm, 67 tuổi, quê ở Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13 và là đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông được phong cấp bậc hàm đại tướng từ tháng 2 năm 2019. Ông Tô Lâm có 27 năm gắn bó với Cục Bảo vệ Chính trị Bộ Công an. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, trưởng thành từ một cán bộ, ông lần lượt trải qua nhiều cương vị, từ phó trưởng phòng, phó cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị. Từ tháng 6 năm 2006, ông giữ trọng trách là Phó Tổng cục trưởng phụ trách, rồi Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an. Đến tháng 8 năm 2010, ông Tô Lâm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Từ tháng 4 năm 2016 đến nay, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông cũng đồng thời là Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Theo tin từ Văn phòng Trung ương, vào 10 giờ ngày 18 tháng 5, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các vị lãnh đạo chủ chốt. Tham dự có ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Sau phiên bế mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, hội nghị Trung ương 9 vào sáng ngày 18 tháng 5, các lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận hội nghị Trung ương 9 đã đề ra. Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi hội nghị Trung ương 9 đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Có thể khẳng định trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13 và nửa đầu năm 2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực. Về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, chúng ta đang và sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy yêu cầu rất quan trọng là cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, mà trước hết là trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải thật sự đoàn kết, thực sự gương mẫu, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp chung, cụ thể là cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình làm việc năm 2024 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương, sớm hoàn chỉnh đề cương chi tiết, xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng để trình Hội nghị Trung ương 10. Khẩn trương ban hành chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện ở các cấp ủy, tổ chức Đảng bảo đảm chặt chẽ, sát thực. Thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường quan hệ với các nước, các đối tác quan trọng, ưu tiên. Thúc đẩy và tổ chức chu đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Làm tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố,
tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!